Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Grand i10 đầy đủ các phiên bản sedan và hatchback. Hyundai Grand i10 là mẫu xe hạng A bán chạy nhất nhì phân khúc với doanh số luôn đứng top đầu trong thời gian dài. Xe có hai tùy chọn cấu hình là sedan và hatchback, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Thiết kế ngoại thất ưa nhìn, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ lét, kính sau sấy điện, đèn sau trên cao, nội thất ngồi thoải mái, khoang chứa đồ rộng rãi, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát. Hyundai Grand i10 có 6 phiên bản động cơ 1.2 với 6 màu sơn ngoại thất là trắng, bạc, đỏ, cam, xanh, vàng cát, với hai phiên bản 1.2MT bay bản số sàn. Thiếu, hatchback và sedan chỉ có hai màu, trắng và bạc. Đối thủ cạnh tranh với Hyundai Grand i10 tại thị trường Việt Nam là Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio, Vifast Fadin, Suzuki Celerio, Hyundai Grand i10 sở hữu mặt ca lăng hiện đại với lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Hệ thống đèn pha sử dụng bóng halogen, đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED ở 4 bản hatchback, không bao gồm bản base. Thân xe nổi bật nhờ gương chiếu hậu trình gập điện tích hợp đèn xi nhan, bản base trình cơ. Bộ mông kích thước 14 inch và cỡ lốp 164 trên 65 ở tất cả 9 bản đang bán tại thị trường Việt Nam. Đuôi xe được phân biệt với phiên bản cũ nhờ cản sau có tích hợp đèn phản quang ở bản hatchback và bên trên có ghi thông số dung tích động cơ để phân biệt. Trong phân khúc hạng A, Hyundai Grand i10 hiện tại có không gian nội thất rộng rãi nhất nhờ kích thước lớn hơn các đối thủ. Hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế lái chỉnh 6 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng. Hàng ghế sau có 3 tự đầu cho hành khách. Trung tâm bảng táp lô là màn hình cảm ứng kích thước 7 inch kết hợp hệ thống định vị và bản đồ do Hyundai thành công thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Đây là điểm nổi bật của xe mà các đối thủ vẫn chưa kịp trang bị. Hyundai Grand i10 trang bị một loại động cơ. Động cơ Kappa có dung tích 1.248cc tạo ra sức mạnh 87 mã lực và mô men xoắn cực đại 120 Nm cùng ứng dụng công nghệ điều khiển van biến thiên, CVVT. Tùy từng phiên bản, Grand i10 sẽ được kết hợp với số sản 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, túi khí đôi, cảm biến lùi, camera quan sát phía sau, hệ thống không xe với vật liệu chịu lực cao, giúp hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Đánh giá xe Hyundai Grand i10. ưu điểm, giá rẻ, trang bị hệ thống định vị mới, hiện đại, không gầm chắc, chịu lực cao. Nhược điểm, chưa được trang bị bệ tì tay ở hàng ghế lái. Dàn âm thanh sơ sài, chất lượng âm thanh chưa được đầu tư.